Bảo Trân mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Mẹo Hay Cho Bạn được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ 50 phút từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình sẽ gửi đến quý vị những mẹo hay đơn giản và hữu ích. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, những buổi xem phim quay quần bên nhau là gia vị không thể thiếu để giúp tình cảm gia đình, tình yêu thêm gắn bó. Không cần phải tốn thời gian và tiền bạc để đến rạp, quý vị có thể tự tay làm cho mình một máy xem phim mini ngay tại nhà đấy. Có hai vợ chồng trẻ đang ăn cơm vô cùng hạnh phúc. Họ nhìn nhau say đắm, gấp thức ăn cho nhau. Miếng cá hôm nay cũng ngọt ngào đến lạ lùng. Bỗng nhiên, cô vợ nghĩ đến việc cả hai đã rất lâu rồi chưa đi xem phim. Để xem nào. Ôi không, ví của người chồng chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Thật là khó xử. Phải nghĩ cách thôi. Làm sao để vừa được xem phim thật lãng mạn, vừa không mất tiền nhỉ? À, có rồi. Làm máy xem phim mini bằng hộp giấy, hộp giày cũ, kính lúp và một vài vật dụng đơn giản cùng chút thời gian rảnh sẽ giúp cho bạn có những khoảnh khắc bên nhau thật ý nghĩa và thú vị. Đầu tiên, các bạn hãy chọn cho mình một chiếc hộp có nắp đậy thật kín. À, mà mọi người có thấy dòng chữ ở nhà với mình không? Tầm này thì đừng đi đâu nha, ở nhà cũng vui rồi. Giờ mình sẽ biến nó thành một cái hộp tối bằng cách dán kín băng keo đen bên trong. Không có băng keo đen thì có thể sơn đen, nhuộm đen, dán giấy màu đen cũng được nha. Miễn sao làm cho bên trong hộp tối thui là được. Sau khi hộp đã được dán kín, mình sẽ dùng kính lúp để làm thấu kính cho máy xem phim. Để tiện bỏ vào hộp, các bạn hãy cưa bỏ phần cán của kính. Đặt kính lúp vào giữa của phần cạnh hộp. Dùng bút đánh dấu một đường tròn bằng kích thước của kính. Dùng dao rọc giấy khoét lỗ tròn đã đánh dấu. Tiếp theo, gắn ống kính vào hộp. Vừa rồi đó. Dùng keo dán lại. Đậy nắp là mình đã có ngay một cái. Ủa, thấu kính bị che mất rồi. Giờ thì mình sẽ dùng tấm bìa tròn vừa cắt ra lúc nãy ướm lên và cắt tiếp. Bước cuối cùng nè, mình sẽ dùng một tấm bìa đen để làm giá đỡ cho điện thoại. Các bạn hãy dán thật chắc để giữ cho điện thoại luôn vuông góc với thấu kính nhé. Gắn điện thoại vào và thưởng thức phim thôi. Một lưu ý nhỏ khi xem phim là bạn hãy xoay ngược màn hình điện thoại, chỉnh âm thanh và độ sáng ở mức tối đa. Nhớ tắt đèn nữa nhé. Xem phim bằng cái hộp bé xinh này sẽ giúp cả hai thêm gần nhau đó. Thật đơn giản để có một máy xem phim ngay tại nhà rồi đúng không nào? Quý vị hãy thực hiện để tạo bất ngờ cho gia đình của mình vào cuối tuần nhé. Quý vị thân mến, dao kéo khi sử dụng lâu ngày không tránh khỏi tình trạng bị cùn, làm gián đoạn khi sử dụng. Đừng vội mua dao kéo mới vì chỉ cần vài đường cơ bản như dưới đây là quý vị đã có những con dao, chiếc kéo sắc bén như mới mua.
Chào các bạn, sau đây sẽ là cuộc biểu diễn đao pháp siêu điêu luyện, có thể cắt gọn tất cả mọi thứ chỉ sau một nhát. Đầu tiên là một miếng thịt tươi ngon. Chỉ cần một nhát thôi. Ấy, có hơi lỗi xíu. Thử thêm nhát nữa nào. Thịt ơi, mau đứt đi mà, năn nỉ đó. Một cơ hội cuối cùng. Thôi bỏ đi. Vẫn còn kéo mà. Cắt thịt tiếp thôi. Cắt nè. Rồi xong. Cắt không đứt, bứt không rời luôn. Cuộc biểu diễn đã không thất bại. Nếu như bạn làm chuyện này từ đầu, quay ngược thời gian nào. Mẹo mài dao kéo đơn giản. Mẹo mài dao. Cách 1. Mài dao bằng đá mài. Trước hết, bạn ngâm đá mài trong nước sạch khoảng từ 5 đến 10 phút. Lưu ý dùng mặt nhám của đá trước để mài dao. Sau khi ngâm miếng đá vào nước, bạn lấy đá ra và bắt đầu mài. Chú ý đặt con dao cùn nghiêng khoảng 20 độ trên đá rồi tiến hành mài. Liếc đi liếc lại dao trên đá mài khoảng 20 lần rồi trở mặt dao liếc phần bên kia. Sau khi mài xong dao với mặt nhám của đá, bạn hãy lật phần mặt mịn của đá lên và mài lại chiếc dao cùn, chắc chắn sẽ trở nên sắc bén hơn rất nhiều rồi. Cách 2. Mài dao bằng đồ sứ. Bước 1. Lật úp chén, dĩa, tô hoặc các vật dụng bằng sứ xuống bàn. Bước 2. Làm ướt dao và mài đến khi dao sắc trở lại. Còn kéo thì sao ta? Cùng làm theo mình nha! Mẹo mài kéo. Cách 1. Mài kéo bằng giấy nhám. Để khôi phục độ bén của kéo, bạn dùng kéo cắt giấy nhám nhiều lần. Sự ma sát giữa giấy với kéo sẽ làm kéo hết mòn nhanh thôi. Cách 2. Mài kéo bằng giấy bạc. Giấy bạc là nguyên liệu có thể dễ dàng tìm thấy trong các căn bếp gia đình. Các bạn hãy gấp giấy bạc lại và dùng kéo cắt tương tự như giấy nhám nhé. Giờ thì buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Phần hồi hộp đã đến đây. La la! Vậy là lát nữa có thịt ăn rồi. Không những dao mà kéo cắt thịt cũng rất ngọt đó. Các bạn nhớ mài dao kéo trước khi nấu ăn nha. Để duy trì tuổi thọ cho dao kéo, ngoài việc mài giũa chúng, quý vị nên sử dụng đúng kỹ thuật, đúng nhu cầu cho từng loại thực phẩm và vệ sinh thật sạch sau khi sử dụng. Mẹo hay cho bạn của ngày hôm nay hy vọng có thể mang đến cho quý vị một cẩm nang bổ ích và đừng bỏ lỡ những mẹo hay tiếp theo của chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ 50 phút từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.